Kính thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Tây Ninh vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu từ 30 năm đến 55 năm tuổi đảng đợt 2 tháng 9 cho 39 đảng viên đang sinh hoạt đảng tại các đảng bộ phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường Hiệp Ninh, phường Ninh Thạnh, phường xã Bình Minh và chi bộ công ty cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh. Đến dự và trao huy hiệu đảng cho các đảng viên có ông Lê Minh Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh. Trong đợt này, Đảng bộ thành phố Tây Ninh có 39 đảng viên được nhận huy hiệu cao quý của đảng. Cụ thể, có 5 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 4 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 20 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 8 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng.